Mày vô đây. Gì vậy? Mày đặt ở xóm lao động mà bắn đi vô quẩn. Đẹp mà. Khùng. Bây giờ hết quà cho ông ngoại xin món nữa được không? À, món gì vậy ông ngoại? Về hai cô nè, thích cô nào đi rồi chọn cô đi rồi ông ngoại cưới đó. Vậy con cẩm cho. Dí dầu cầu dáng khó đi, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi. Mệt quá hồi nhỏ không biết ông ngoại có ẩm con không, giờ lớn có ẩm ông ngoại không? Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, nổ rồi, là nổ rồi. Ngoại, nổ rồi. Mày là thằng khốn nạn, mày khốn nạn lắm. Chị muốn ông ngoại phẫu thuật. Tao không phẫu thuật, tao ra khỏi cái bệnh viện này tao đi cứu nó. Ngoại, mày đứng lại với tao, mày đứng lại với tao, đứng lại với tao, mày đứng lại với tao, mày đứng lại với tao, tha con đi, mày đứng lại với tao, mày đứng lại với tao. Ủa đâu mất tiêu rồi con đi nè. Mày cứ tao tụt quần này, cứ tự quấy lớp quần hoài gì không có tiền vậy. Đâu tiền, đâu tiền, đâu của tao á mày. Ngoại quê ngoại ê cái gì vậy mày hả con chó? Còn vợ của thằng nổ đâu? Em ơi chào ngoại đi em. Thưa ngoại, vợ con ngoại.